Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh học phim. Các bạn thân mến, bất chấp việc không thể thành đôi trong bộ phim lấy danh nghĩa là người nhà, thế nhưng hiện tại các fan đã vô cùng tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận ở ngoài đời. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Bộ phim lấy danh nghĩa là người nhà do bộ ba diễn viên trẻ Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành và Tống Uy Long đóng chính đang gây sốt cộng đồng mạng khoảng thời gian gần đây. Diễn xuất tốt của Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành và Tống Uy Long là điểm sáng giúp bộ phim nhận được nhiều lời nhận xét tích cực của khán giả. Tuyến tình cảm của ba nhân vật chính trong phim cũng là đề tài được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Dù không phải là ba anh em ruột, thế nhưng tình yêu giữa Lý Tiêm Tiêm, Đàm Tùng Vận, Lang Tiêu, Tống Uy Long vấp phải nhiều phản ứng trái chiều của người xem. Dù biết là không hợp lý cho lắm nhưng vẫn có nhiều bất chấp ủng hộ nhân vật Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành trong phim nhận danh người nhà. Bởi ngoài đời, hai người hợp nhau tới mức, cả đàn anh Ngô Kỳ Long cũng phải lên tiếng công nhận. Có rất nhiều màn tung thính ngập trời trong show rừng nhỏ kỳ diệu. Trước khi bộ phim lên sóng, Đàm Tùng Vận và Trương Thân Thành cùng nhau tham gia chương trình thực tế rừng nhỏ kỳ diệu cùng với Ngô Kỳ Long và Trịnh Sảng. Chỉ những màn tương tác xẹt điện giữa hai người khi cùng nhau chăm sóc và dạy bảo những em nhỏ xuyên suốt hành trình khiến cho fan của cả hai không thể không yêu thích và ghép đôi họ với nhau nếu theo dõi chương trình dừng nhỏ kỳ diệu có thể nhận ra rằng Trịnh sảng có vẻ thích và thường xuyên bày tỏ niềm yêu mến anh chàng trương tân thành thế nhưng dường như người chiếm được sự chú ý của trương tân thành lại chính là đàn chị đàn tùng vận nhiều fan còn soi trương tân thành ít khi gọi đàn chị là chị mà chỉ gọi tên là tùng vận những màn nói chuyện đáng yêu của hai chị em khiến dân tình không khỏi quấn quéo Cặp đôi chị em này được các fan chung đặt cho cái tên Phụng Thiên Thành Vận, cách đọc giống với cụm từ Phụng Thiên Thửa Vận hay được dùng trong chiếu chỉ truyền lệnh vua với ý chỉ cặp đôi duyên trời định. Ngô Kỳ Long bày tỏ cảm nghĩ khi nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ của Trương Tân Thành giống hệt với đàn Tùng Vận. Hai đứa rất có cảm giác, anh cảm thấy rằng có thể phát triển thêm. Cả hai cực kỳ thân thiết, hợp dơ ở hậu trường. So với Tống Nguy Long thì Trương Tân Thành có vẻ thân thiết với đàn Tùng Vận hơn trong hậu trường phim lấy danh nghĩa là người nhà. Hai người cũng thường xuyên tham gia hoạt động tuyên truyền phim. Trong ảnh buổi khai máy ra mắt phim, dân tình soi Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành đứng bên nhau, còn nam chính Tống Uy Long lại đứng bên cạnh đạo diễn. Thậm chí đạo diễn lấy danh nghĩa là người nhà còn tiết lộ, Đàm Tùng Vận là người giới thiệu Trương Tân Thành với ông. Vốn dĩ Hạ Tử Thu là vai duy nhất không quyết định được diễn viên trước, khi Đàm Tùng Vận nghe tin vài diễn kia chưa chọn được diễn viên, cô là người đã giới thiệu đàn em cho đạo diễn để anh vào vai Hạ Tử Thu. Ban đầu đạo diễn không có ý định chọn Trương Tân Thành nhưng kết quả thử vai tốt ngoài mong đợi nên đã quyết định giao vai này cho anh. Sau những lần hợp tác với nhau, Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận dường như đã trở thành một cặp đôi bạn bè thân thiết. Không chỉ thường xuyên nhắc tới nhau trong những lần phỏng vấn mà khi dự sự kiện chung, họ cũng phối hợp rất ăn ý. Người hâm mộ của chiến hạm Thành Vận nhiều tới nỗi, chỉ cần tìm kiếm tên của hai người trên nền tảng video Bilibili nổi tiếng của Trung Quốc là đã xuất hiện hàng loạt tác phẩm fanmade vô cùng viral rất nhiều người bày tỏ sự yêu thích và hy vọng rằng sắp tới đây có thể nhìn thấy hai người hợp tác vào vai tình nhân trong một bộ phim mới. Chúng mình làm phim các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những bộ phim hay và thú vị nhất mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.